Bắt đầu từ tháng 9 tới, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tăng thêm các chuyến tàu trên tuyến Hà Nội Lào Cai nhằm đáp ứng nhu cầu khách đi du lịch Sapa tăng cao. Thay vì chỉ chạy một đôi tàu SP3 và SP4 dịp cuối tuần như hiện nay, từ ngày 5 tháng 9, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội sẽ chạy tàu SP3 vào các ngày thứ hai, thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Tàu SP3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22 giờ đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 55 phút chiều Lào Cai Hà Nội từ ngày 7 tháng 9 tới sẽ chạy tàu SB4 vào các ngày thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Tàu SB4 xuất phát tại ga Lào Cai lúc 21 giờ 30 phút đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 25 phút. Giá vé đôi tàu SB3 và SB4 từ 330 đến 350.000 đồng một vé một lượt loại giường nằm khoang 4 giường điều hòa ngoài vé tàu đường sắt còn cung cấp dịch vụ bán vé xe buýt từ ga lào cai đến thị xã sapa và ngược lại